Em xin giới thiệu, đây là dàn mini với phiên bản đặc biệt giới hạn đến từ thương hiệu Victor. Hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V, model là Victor OX-DM8. Dàn này full chức năng, có USB tiện lợi cho mình nghe nhạc, chép những bài hát yêu thích vào USB cắm vào đây nha. CD hoạt động ok, ngồi ao ít cái nói điện thoại, TV, máy tính hoạt động ok. FM của dàn là 108 bắc full Đài Việt Nam, có đọc iPod để mình nghe nhạc. Và trên dàn này có luôn chức năng bộ nhớ trong 2GB, mình có thể xóa và chép những bài hát yêu thích vào phía trong amply của dàn này. Đặc biệt trên amply này có công nghệ giải mã 2K, là công nghệ giải mã độc quyền đến từ thương hiệu Victor, cho chất lượng âm thanh rất là hay và chuẩn. Kết hợp thêm lo chép đơm cho tiếng chép rất là bay và vang. Bass của lo là 10cm, màng giấy gân cao su. Bộ dàn này là phiên bản giới hạn nên cho chất lượng vô cùng hay và chuẩn, với giá thành cực kỳ phù hợp với nhu cầu. Các bác đã sở hữu một bộ dàn chất lượng như vậy rồi. Ngoại hình còn tương đối khá đẹp. Đây, em quay gần mặt amply cho mình tham khảo và mặt lo nha. Còn sáng bon hai cái bát nè, còn amply thì đẹp xuất sắc rồi. Chiều cao của lo là 25cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng từ 20 đến 30 m2. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật chạy điện 100V. Nếu các bác có nhu cầu chuyển điện phía trong amply thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện cho mình. Thì đương nhiên thợ chuyển điện xong thì mình không cần cắm ở nguồn rùm ra. Chỉ việc lấy nhợ dây nguồn cắm vào điện 2.2 xài ok rồi nha. Và em có nhận gắn luôn bà Bluetooth phía trong amply. Đương nhiên Bluetooth gắn trong nó sẽ bắt sóng xa hơn, chuẩn hơn và chất lượng hơn so với Bluetooth gắn ngoài. Các bác có nhu cầu gắn Bluetooth thì liên hệ em. Mua hàng thì vui lòng gọi trực tiếp đến số điện thoại cũng như nhắn tin qua Zalo cho em qua số 0931008099 để em gửi hình ảnh chi tiết tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, giao hàng tận nhà. Chỉ cần cho địa chỉ là hàng ship tận nơi. Các bác có thể cọc trước giúp em 300.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình cái khiển học, tức là cái remote học. Chỉnh được bass nè, trep nè, chỉnh được super bass siêu trầm nè, chỉnh được full chức năng trên dàn. Thật sự luôn, với cái bộ dàn Victor DM8 này, mình cực kỳ hiếm mua được remote. Rất là ít có cái mẫu remote của DM8 mà bên em nè. Em mua về tầm khoảng 200 đến 300 cái remote zin của những thương hiệu khác nhau. Để anh chi? Để khi mà em bán bộ dàn như vậy, em sẽ học remote ra tặng cho mình kèm dàn, để mình có được cái remote chỉnh được full chức năng để tiện cho mình nghe nhạc và tùy chỉnh âm thanh phù hợp với nhu cầu, với bài hát. Chép đơm mà màng giấy nữa, chất âm rất là hay. Thôi bây giờ mình sẽ nghe một đoạn nhạc qua chức năng đĩa CD, qua tiếng hát ca sĩ Như Quỳnh nha. Dàn này nghe nhạc vàng hay là không lời là khỏi chơi, xuất sắc. Người ơi, nếu yêu rồi chớ để buồn người trai nơi xa xôi. Người ơi, nếu thương rồi chớ để nhạt màu son trên đôi môi. Tôi kể rằng đêm nào sương rơi rơi trên áo ai kết nên chuyện đời, và giữa khi tâm tư rét buốt hồi coi hững hờ sẽ nát đêm dài. Người mà tôi chưa quên tên, nhẹ buốt mái tóc bồng, ngước nhìn bầu trời cao ôi mênh mông. Sẽ giấc dồn băng đi trong sương, xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi của dàn.
mà full chức năng. Em tặng remote chỉnh bát chép cho mình khi chuyển đủ. Đây là tổng thể mặt sau của bộ vàng, góc cạnh của lo này nha. Công suất lo là 20W một thùng, 40W trên cặp lo. Công suất của Amly là 38W. FM là 108 bắc full Đài Việt Nam. Nếu mình muốn nghe thì mình mua thêm anten cắm vào đây để nghe radio. Tổng thể mặt sau cả bộ vàng. Căn xem hình ảnh chi tiết thì vui lòng liên hệ với bên em nha. Bộ vàng này chất lượng thành hay, full chức năng, đáp ứng tiêu chí nghe nhạc hay và trưng bày cho các bác. Nửa đêm giá lạnh, bỗng nghe âm một tình thương trong tim. Sương rớt trên vai qua ngõ hồn trái vào lòng đêm dài. Mình đang nghe nhạc qua chức năng USB. Gác sông biên thủy một cơn gió buốt khơi chuyện ngày qua. Nhớ lúc với công nghệ giải mã 2K cho tín hiệu âm thanh rất là hay, trong và chuẩn. Đẹp chăng? Bây giờ em xin kết thúc clip nha. Các bác cần tư vấn thêm gì thì cứ vào Zalo để em tư vấn cho mình. Không hẹn bao giờ và chưa yêu thương. Phong kín tâm tư tôi dẫu đời trai vào mộng đăng trình. Giữa vui trăng rằm lìa xa gác ấm không hề gặp nhau.